Chào các Sao ông, các bà. rồi. Cháu Adong xin mến chào quý ông bà, cô bác và anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Adong TV. Các bác thân mến, qua thời gian vừa rồi thì cũng rất là vui có cô Quỳnh ở Canada. Cô có gọi điện trực tiếp cho cháu Adong là cô thấy hoàn cảnh cháu Minh Hưng. Cô cũng muốn là giúp cháu Minh Hưng để làm nhà, nên thì cô có nhắn Adong là cho Adong đi tìm cho cháu Minh Hưng một mảnh đất, vác một mảnh đất để cất nhà để cho cháu. Thế thì cũng rất là vui. Hôm nay đi thì có cụ ngoại của cháu Minh Hưng và ông ngoại của cháu Minh Hưng là có nói là có một mảnh đất, thì nếu mà được quý cô chú nhà hảo tâm đồng hành cùng kênh để giúp cháu Minh Hưng để có một cái căn nhà đấy, thì cụ sẽ bớt cho một mảnh đất nhỏ nhỏ để cho cất một cái căn nhà để cho bé Minh Hưng. Thì cái mảnh đất đấy còn ở đây xa không ông? Không xa đâu. Đi khoảng 100 mét. 100 mét nữa à? Ở đây thì cũng là đường quốc lộ các bác ạ, đường lộ, đường nhựa rồi. Thì mà hôm nay thì mặc dù cũng đang trời mưa rất là to, thì cũng đã đến đây rồi, cũng phải đi xem qua một chút các bác ạ. Hiện tại là mưa rất là to, ướt hết đầu rồi. Nào đi nào. Thì cô Quỳnh thì các bác cũng biết rồi. Cô Quỳnh trước đây là cũng có giúp em Thành hai con là 50 triệu. Và cô giúp cái bể cho thôn Phê Pèn nữa. Ông cụ thì có cũng có nhiều mảnh đất ở cạnh đường, ven ven đường này này các bác. Nhưng mà đều là ở bên dưới đường, đều là ở chỗ dốc dốc, ở trên kia còn khoảng 100 mét ở mặt đường cơ. Nhưng mà dốc quá, không thể nào mà làm được. Tí nữa sau khi xuống đây xem ở đây xong thì lại tiếp tục quay lên trên kia để xem ở trên đấy. Thì hiện tại của cháu, tiền của cháu Minh Hưng thì lát nữa cháu ông sẽ xem ở trên sổ xem nào được bao nhiêu. Vì là trước đây là các bác cũng, các cô các bác cũng có gửi để cho cháu mua nhu yếu phẩm cho hai ông cháu. Chỗ này hả bác? Chỗ này. Ngay chỗ này. Chỗ này nhưng mà đằng sau nó có ấy không? Có rộng không? Có rộng đi xuống không? Cũng rộng nhưng mà dốc. Dốc à? Dốc. Thế đi vào xem một tí xem nào. Ôi dồi ôi, mưa hết rồi, ướt hết rồi. Đấy còn bé đấy thì từ khi mà đi theo mẹ đi lấy chồng ấy, bởi vì là mẹ là đi gọi là cũng đi chơi xong là mang bầu bé Minh Hưng. Đó là đẻ ra bé đấy thì lại dắt bé này đi lấy chồng. Đi lấy chồng. Nhưng tuy nhiên thì cũng cái duyên nó không được trọn vẹn, nên thì lại hai người nó không sống được với nhau. Thì hiện tại là hai vợ chồng, mà mẹ và bố dưỡng của bé Minh Hưng thì cũng đã bỏ nhau lâu rồi. Hiện tại đang ly tan, nên là bé Minh Hưng hiện tại đang bơ vơ đi theo ông ngoại. Còn ở ở chỗ cũng có cả cậu mợ, nhưng mà cậu mợ thì cũng không phải con của mình, nên là cũng không được thương. Nên là ông ngoại ông thương, với lại cụ ngoại thương thì cho lên ở trên liều trên kia, là không ở chung với lại cậu mợ nữa. Đâu đâu, đi xuống xem đi. Ôi ôi, mưa ướt hết đầu rồi mọi người ạ. Chỗ này à? Chỗ này cũng dốc đấy. Nhưng mà chỗ này là đất mượn hay là đất đấy? Đây là đất mượn mà ở trong thì đá. Ở trong đá? Ừ. Ô, thế thì không làm được đâu. Ngay chỗ này là không phải mượn. Ngay cái chỗ trên kia mới mượn. Cái chỗ này là không phải mượn đâu. Không phải đất mượn à? Ừ, đây cũng phải mượn đâu. Đây là trên... Nhưng mượn, mà... Mượn là trên kia và mượn. Bây giờ cái chỗ này từ đây đi sang bên này là không mượn đâu. Không phải đất mượn à? Ừ. Nhưng mà chỗ này cũng phải làm cột lên. Thế cái nền dưới này không được hả ông? Nền dưới này... Không được đâu. Không được à? Nếu làm cái nhà này phải làm gần đường thôi. Làm nhà thì muốn là thôi. Tiện ở trên mặt đường, nhưng mà bây giờ là chỗ này là cũng dốc như này thì cũng rất là khó làm luôn.
Mà bên này là gần khe đúng không? Sợ bị sói mòn không? Sói cũng không mòn đâu. Bây giờ cái đấy sói cũng mòn được rồi. Nhưng mà cái đấy là gần khe kia là gần khe này là coi như là trước là rất mòn. Bây giờ cái chỗ này từ đây, cái tre này vào đây thì cũng... Từ đây á, từ đây sang bên này là không phải đất mượn à? Không phải đất mòn. Nhưng bây mà giờ... ở dưới đường như này thì bây giờ... sợ mình không đủ kinh phí để làm đấy ông. Đấy, bây giờ nó rất là sâu này. Bây giờ ít nhất nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 3-4 mét cột rồi. Cái trên kia bây giờ đào vẫn xuống, vẫn đào xuống được. Cái trên kia coi như là vẫn... Không, cao như thế nó mới đẹp. Không phải không đào xuống đâu, mấy nữa cái đường này tôn lên là nhà mình thấp đấy. Đấy, cái kia là để như thế nó mới đẹp. Ở bên kia không còn nữa. Không còn đất tốt như cái chỗ này đâu. Trên kia là bằng đá, không có. Nào quay lại nè, biết như thế là được rồi. Đấy, cột bây giờ ý nhớ là gần hết cái cây tre này này. Gần hết cái cây trúc này này. Trúc chỗ này tốt thế nhỉ? Trúc này trúc to đấy. Đi. Thời gian vừa rồi thì tại sao cháu không lên chia sẻ chỗ cháu Minh Hưng? Thì cũng xin báo cáo của bác là cũng do mưa, cứ mưa như này là không lên trên đấy nổi, mà hiện tại cháu là cứ mỗi sáng là phải đi học đi lại, đường rất là khó đi, nên là cụ ngoại với lại ông ngoại thì cũng thương cháu, là cũng muốn là nếu mà được quý cô chú nhà hảo tâm đồng hành cùng giúp cháu thì sẽ tìm ở đây cất một cái nhà ở đây cho cháu ở đây. Tuy nhiên thì chỗ nào cũng thấy toàn là dốc, nên là cũng thực sự là cũng rất là khó làm các bác ạ. Ở trên kia cũng rộng, ở trên kia thì gần trường rồi, gần cái trường học rồi. Nhà cúng chùa nhà gì cái số biểu đi. Nếu ở dưới này không phải không? Qua cái cây lê đấy, qua sang bên kia cũng phải rồi. À, qua cây lê là không phải đúng không? Cây lê sang bên này, bây giờ đây chỉ có là có hòn đá to đấy. Đây là hòn đá. Chỗ này là không phải à? Ở kia không phải rồi. Cái này mới phải đúng không? Không phải. Nhưng mà chỗ này có một hòn đá. Có hòn đá bây giờ. Nhưng mà cái đá này nó lại không rộng đến dưới nè. Nếu rộng đến dưới thì vẫn ở được. Ừ, đấy không rộng. Bây giờ hẹp quá. Hẹp quá. Chỉ có là trên vừa rồi xem đấy thôi. Bây giờ cái đấy vừa làm cái đấy. Chỗ này nếu mà phải thì được đấy nhỉ? Nhưng mà lại không phải đúng không? Đổi rồi, đổi người ta. À, đổi người ta vậy à? Trước đây vẫn là nhà của ông đúng không? Ở nhà của ông bây giờ đổi ở dưới kia nó trồng cái sa nhân. Quên đi, qua chỗ này là cũng hẹp. Nên nếu trồng cột cũng trồng tuần dưới cái không làm được. Được chỉ có cái mỗi chỗ này à? Chỗ này thôi. Cái này bây giờ mà làm thì vẫn phải làm cột, nhưng mà ở dưới có đào xuống được không? Được. Đào xuống rồi nó trúng đá thế rồi. Trước là có chỗ này là trúng đá thì càng chắc chứ. Hòn đá. Có đá từng hòn qua. Trúng đá mình cấy cột lên nó càng chắc chứ. Nhưng mà đây vẫn không đủ được. Đây là trước là đào rồi rất là đá ở đây, bây giờ nó không đủ được. Nhưng mà không đủ diện tích đâu. Ngắn quá. Ít nhất phải cách mặt đường tầm khoảng 3 đến 4 mét làm nhà. Các mặt đường phải bằng cái tre kia. Đấy, làm nhà chỉ đến kia thôi. Chỗ này nữa không? Chỗ này nữa, bây giờ cái này cũng dốc lắm. Đây ai kè đây rồi? Bố đồng, đấy cũng đất của chú nhưng mà nó tranh làm chỗ này rồi thì còn cái chỗ này bây giờ cũng đất. Này dốc này không làm được đâu. Này cái gốc chuối đấy cũng rất chính rồi. Đấy gốc chuối đây là trước đào làm ruộng. Mà cái này riêng làm nhà nó phải đến đây này. Đây để lề đường nữa thì... Cái chỗ còn đây chỗ này đấy thì là ngay đằng sau nhà. Đào ruộng. Chỗ này đang sạt đây này.
này còn đang sạt này làm sao mà làm được? Cái này là không được rồi, cái chỗ này là không được rồi. À, cái này đang sạt này. Cái này sạt thế là chắc là năm ngoái mới sạt thôi. Đây chỉ mỗi chỗ này rộng rộng một tí nhưng mà hình như chỗ này là đất mượn đúng không? Chỗ này là đất mượn à? Chỗ này cũng phải mượn, chỗ này là ngay trước làm ruộng. Trước làm ruộng á? Trước làm ruộng thẳng đấy, với lại cái đấy là cũng một thừa ruộng qua đấy. À. Nhưng mà cũng sâu lắm nhỉ? Chỉ có chỗ này nên mà nên đấy rồi, chỗ này thì hai ba chỗ. Chỗ này nhưng mà đằng sau này đang sạt này làm sao mà dám làm? Còn chỗ này thì là ao rồi đúng không? Đây là ao rồi. Ao cũng được, ao nếu đổ đất hôm nó định đổ đất vào, bảo là đổ và đổ cả cái ao này. Xót hết, bây giờ không đổ thì chỉ có là hỏng ao, bây giờ nó không cho đổ. Ừ. Dù sao mai kia nếu ai bí không có nhà đất thì sẽ xây bằng nhà cột sàn. Cột sàn bây giờ chỗ này nó phải cao trong khoảng 3 mét. 3 mét. Cao 3 mét. Bây giờ cần đào sâu vào nữa. Rồi tiếp đi di chuyển sang bên kia xem nào. Tiếp là chỗ này nữa các bác ạ. Đấy. Chỗ này thì cũng sâu. Nhưng mà được cái ở chỗ này là gần trường, trường học thì ngay đây. Đấy. Chỗ này thì cũng sâu lắm. Bảo ông đi tìm một cái cây dài. Ô, cái cây dài vừa nãy để kia nhỉ? Lấy về cắm cọc. Anh không định mua chỗ, chắc mà thịt lâu ạ. Cắm cọc ở dưới xong là kéo dây về xem nào nó được bao nhiêu. Chắc mà thịt lâu phẳng vào bụng bụi, chắc phần cho vào bụng bụi, nhưng mà ta vào bụng kéo này. Cái này thì cũng không thể nào mà xây đến đây được đâu. Không xây đến được đâu. Đấy, chỗ này là làm nhà chỉ đến đây thôi. Đấy. Chỉ được làm nhà đến đây, đến chỗ này. Còn từ đây hất xuống dưới thôi. Chỉ... Nếu mà có... có làm được nhà ở đây thì cũng không cần làm to lắm đâu các bác ạ, tầm khoảng 30 mét vuông là cũng ổn rồi, 30 mét vuông để cho cháu nó ở đấy. Còn nếu mà làm được đây thì được các cô các bác hỗ trợ ủng hộ để làm đấy, thì cũng sẽ, nếu mà làm chỗ này sẽ làm sàn, làm sàn thì công trình phụ sẽ cho xuống dưới hết đấy. Còn ông ngoại Hưng với lại cụ ngoại thì cũng muốn là cho cháu nó ở đây để gần gần nhau ở đây, để thứ nhất là thuận tiện cho việc đi học đã. Đấy. Việc đi học là quan trọng nhất. Và thứ hai là sẽ gần ông cụ và ông ngoại. Thì dễ xem hơn, dễ trông cháu hơn, vì là cháu nó cũng còn nhỏ tuổi, hiện tại thì nếu mà có làm được ở đây thì cho ông ngoại của bé Hưng sẽ ở cùng, để cho ông sẽ lo cho cháu. Bởi vì là hiện tại như các bác cũng được theo dõi cái các cái thước phim về trước đây, cháu ở đông lên trên kia chia sẻ cái túp liều trên kia thì cách ở cách trường học rất là xa đấy. Thì cháu Hưng thì cũng đang học lớp 4 thì một mình đi từ trên kia xuống như này, học xong lại từ đây quốc bộ lên trên kia thì cũng rất là khó đấy. Thời gian vừa rồi thì cũng do mưa gió nên là cũng không lên được trên chỗ nhà, trên chỗ cái túp liều hai ông cháu ở đấy, thì cũng do mưa nên là đường rất là trơn, không thể nào mà lên được như trước đây. Thì các bác cũng đã được theo dõi cái một cái thước phim là từ dưới này lên chỗ trên nhà cháu Minh Hưng rồi. Do mưa gió nên là cũng không mua được nhu yếu phẩm để cho hai ông cháu, nên là đều là sẽ gửi tiền để cho ông tự đi mua để lo cho cháu Hưng. Thì cháu ông sẽ cộng cái sổ này là xem là còn bao nhiêu.
Trước đây là có cô cùng anh là 400 đấy, thì cháu An Nông cũng đã trao, và cô Trương Thanh Hằng 500 thì cũng đã trích đi 106, và cô Quỳnh ở Canada là 3 triệu nó cũng đã trích đi 100 rồi. Còn cô Đặng Thị Huệ là 200, bà Vũ Thị Kiêm là 200, cô Hồng Ân là 1,1 triệu. Thì giờ sẽ trừ đi, trừ cái trích đi, cộng tổng xong là trừ cái chi. 400 cộng 500 cộng 3 triệu cộng 200 cộng 200 cộng 1,1 triệu, tổng là 5,4 triệu. 5,4 triệu. Giờ sẽ trừ đi 5,4 triệu, trừ là đã trao tiền mặt là 400 rồi. 400 trừ đi 160, trừ đi 100, trừ đi 440, trừ đi 120 là còn 5,060,000. Hôm nay là ngày mười mấy nhỉ? 16 tháng 1. Tháng 1 còn dư là 5,060,000. Thì hôm nay cháu Nông sẽ trao chợ ông ngoại của cháu Hưng là 500,000, trừ đi 500, trừ đi 500 là còn 4,560,000. Đấy là hiện tại là còn 4,560,000 nữa. Thì như nãy cháu ông có nói rồi là chuẩn bị làm nhà cho cháu Hưng ấy, thì có cô Quỳnh ở Canada là cũng muốn là hỗ trợ cháu là 20 triệu trước mắt là như vậy, để cho cháu để lo nhà cho cháu. Nên thì với cái số 20 triệu đấy thì cũng có lẽ sẽ chưa đủ để xây cất một cái căn nhà lên để cho cháu nó ở. Thì cũng cần sự giúp đỡ từ tất cả quý cô chú nhà hảo tâm để cho cháu Hưng có một cái mái ấm ở dưới này, để cho cháu đi học thuận tiện ở dưới này. Không thì lên trên kia thì cũng rất là xa các bác ạ. Thì với cái số kinh phí vừa nãy thì cháu Nông sẽ trao cho ông của cháu để ông lo đi mua gạo, mua thức ăn để lo cho cháu nó ăn, cháu đi học. Đây là 500 nhá. Cái này là đi mua gạo, mua cơm cho Hưng nhá. Nhá. Vâng. Cảm ơn đi. Cảm ơn ông, cảm ơn bà. Xin cảm ơn. Nào bây giờ sẽ tiến hành để đo cái chỗ này xem là nó được sâu bao nhiêu và được rộng bao nhiêu. Nếu mà cái chiều sâu mà không đủ thì ông có thể, ông ở đây nè, ông cụ ngoại ở đây nè. Vì ông ngoại của cháu Hưng thì vừa điếc nên là cũng rất là khó giao tiếp. Hiện tại chỉ còn cụ ngoại thôi. Cụ ngoại thì cũng thương cháu, là cũng muốn là cho cháu một mảnh đất bé bé để cho cháu ở. Thì cũng vừa nãy cũng đi xem rất là nhiều chỗ rồi. Nhà đất nhà ông thì ở mặt đường thì có rất là nhiều, tuy nhiên thì đều là ở dưới đường nên là rất là khó làm. Nếu mà chỗ này mà có thể làm được chỗ này thì bởi vì là cái chiều sâu nó không có, thì ông có thể bớt cho tầm 8 đến 10 mét dọc mặt đường. Có được không? 8 đến 10 mét từ đây ra kia. Được. Được à? Bởi vì là không làm được chiều sâu thì nếu mà mình làm chiều ngang thì phải lấy diện tích rộng. Được. Đúng không? Bây giờ ông đo xem nào. Bây giờ Hưng cầm cái này nè. Đấy, đi cắm một cái cọc ở dưới này đi. Chỗ này sâu không? Chỗ này sâu không? Chỗ này đất mượn. Cái này đất mượn từ đây là sâu rồi.
Đây cũng sâu đến dưới kia. Ừ, đến dưới kia thì bên này là cũng được lắm rồi. Bây giờ tù cái dơm này lên tủ bên kia mấy. Từ cái dơm này ra kia. Bây giờ bên kia có thể xây đến chỗ nào, bảo bên kia có mộ. Có mộ, bây giờ nó cảnh mộ đây này đến cái chỗ cây cây đấy thôi. Đến lấy cái cây dài kia về đi. Đến cây đây thôi, từ đây thôi. Chỗ này thì cũng rất là sâu, bây giờ chỉ cần cắm cọc từ dưới lên là làm đến chỗ đấy á. Có được không? Được. Mộ đi mà. Mộ kia à? Xây tặng đi lên. Nhưng mà ở gần mộ có làm sao không? Không sao đâu. Không sao á? Bên này nhưng mà bên này là chỗ này là sâu đến đâu? Chỗ này sâu không? Sâu bằng này thôi. Sâu bằng chỗ này đi. À, sâu tù bằng chỗ này đi thôi. Từ chỗ gốc cây đào đúng không? Từ gốc cây đào hất sang bên này. Nhưng mà từ đây nó phải ra đến đây. Trên kia còn dũ hai đứa con trai của cậu đấy. Thế bây giờ mỗi cái tí bé này thì không làm được nhà đâu. Con quế lê chế nhìn tôi xí phiêu lê chế quế có lâu lẻ trà lê quế thế nên cái chế lâu lẻ. Nhưng mà chỗ kia mộ liệu có dám làm đến đấy không? Được mà, xây qua cái quế đây sang bên này mà thẳng cái quế sang lên trên được mà. Thế bây giờ đi lấy cái cây dài kia về đây. Đi xuống này. Thẳng từ đây về á? Thẳng đi về. Mộ đâu? Mộ ngay của chỗ này. Sao mà gần thế? Có làm được không? Được. Không sao. Này bị bà lái này, mà đồng chí bà lái à, lại cả bắt mình nhằng. Thu dù mà chế mặn, thu bị gần bắt nhằng gì phá, thu dạ. Thế ai trà này ngoài, cốt này trà tịp, trà này nhằng xin thầm mũ của lê tía cháu gì thích mũ nhỉ. Cả bị quăng lại. Ồ, sầu lắm nhỉ. Sâu này không thể ăn được đâu. Sâu lắm ư. Sẽ ai đàn thì bị ai tần ai đàn mà chê thì bị bằng máy bị. Bằng máy bị. Mà mọc bị. Vẫn ngoáy ổ. Thế không dám làm đâu. Chỗ này vẫn có mộ ở đây này. Làm ở đây không được đâu. Thế không dám làm đâu. Làm thế thì không dám. Thì kia sâu quá. Kia cũng sâu mà chỗ nào cũng sâu. Hiện tại là chỗ nào cũng sâu. Chả biết làm ở chỗ nào được bây giờ. Nếu mà làm thì mất chi phí rất là nhiều. Ở trên rừng thì có đất nhiều, nhưng mà lại không vận chuyển vật liệu được. Chỗ này đều là đất mượn đúng không? Đất mượn đúng không? Cái này trước đổ sâu không? Chúng cái này trước là có một thửa ruộng đây ra kia. Có ruộng từ đây ra kia hay như nào? Cái đấy là chơi bằng đi một tí hẹp làm cái trường trồ đấy mà. À. Cái chỗ đấy là coi như là sâu thửa ruộng đấy mà. À. Đấy. Thế thì khó nhỉ? Đấy. Cái thửa ruộng đấy khu đi bên kia. Sâu như này thì đây là đúng rồi, đây có mộ ở đây này. Đi đánh máy tôi là bằng máy tôi. Mộ này thì cũng là lâu rồi nhưng mà cũng không nên làm ở chỗ như này, mà chỗ này cũng rất là sâu, mà nếu mà cái kinh phí bỏ vào đây thì cũng không đơn giản đâu. Kinh phí đổ sàn này cũng không đơn giản đâu. Đánh lo đó lên từ chiến tàu, lặng tàu đi. Phàng vang lâu.
Ủa thì cổ nhầm đàng là. Bây giờ lại tiếp tục đo chỗ này xem nó cao bao nhiêu cụ thể các bác ạ. Từ ở dưới mặt ao lên, ông là muốn là cho chỗ này nhưng mà cũng thấy gần đường. Không biết là làm chỗ nào nổi. Từ đây ra kia đều là đất của ông nhưng mà đều là ở bên dưới đường. Rất là khó. Được rồi, cô làm. Lấy cái dây này đi buộc à? Buộc làm theo xem nó. Xem nó cao bao nhiêu mét. Cao bao nhiêu biết rồi. Cao bao nhiêu bằng thế nào với mình trừ cái con cái queo. Cái thấp cái cao mình biết ốm được rồi. Đấy, ông ngoại của Hưng đang đi phát ở kia. Nào từ Hưng. Đấy cây này nó cái này nếu mà cái sàn nó phải cao bằng cái này này, cao hơn cái này một tí này. Mới được. Rồi. Nào Hưng đi xuống dưới đi. Đi qua kia cầm cái này đứng lên. Hưng gọi ông đi. Gọi ông xuống đi, cầm cái này. Vứt đi. Đang buộc đây vứt tí nó tuột. Cuốn vào. Cuốn nào. Phát nữa. Cao quá nhỉ. Không cao, không dùng hết cái cây đấy đâu. Hạ xuống đi. Cao bằng này. Thế này cao hơn mặt đường tầm khoảng 80 phân đi. Đấy, tầm này này. Đấy, bây giờ đo cái kia thì là biết là nó sẽ bao nhiêu. Đấy, cầm cái thước đi cắm ở kia cho cháu ấy. Ba mét rưỡi. Cao phết. Không đùa được đâu. Cao thật đấy, không phải cao đùa. Cao lắm. Cho cháu nó thì cho thẳng từ đâu? Sang bên kia rồi thì có sửa nó thẳng nhà người ta thì người ta đói. Bây giờ nó cũng qua rồi về cái ao đấy thì... Không, mà không thì thẳng ở đây này, thẳng ở đây, đấy ở đây. Ừ, thì... Thẳng đi sang bên kia. Ô, hồi nãy quên giữ cái dây này đến đâu nhỉ? Bây giờ đo dây từ đây ra kia là xem bao nhiêu mét là biết mà. Cắm lại đi. Ôi! Gạo tim. Nặng tay nên là khó. Từ từ để xem đã. Mày trao liều hả? Chắc mày trao bế áo tùa. Đập vào. Nhà đến đây, nhà đến đây. Đến đây, đến đây. Đâu có đi bạn. Đi bạn. Nhớ đi, thả dây đi. Đến đây thôi. Đến chỗ này này. Cắm ở đây. Cắm ở đây, cột thì ở đây thôi. Không thể nào mà làm xuống dưới được. Bẻ đi, bẻ cái cây đi, bẻ cái dây đi. Khác có. À, có nút thắt à? Xem nào. Rồi, được rồi. Thả đi. Lấy về. Lấy xuống. Lấy lao này, bung lấy lao chè. Thì mà đi cao, thì mà đó là tủ này.
Dỡ đi ra kia. Trên đâu rồi? Ô ô ô ô. Kéo hết cả thước đi rồi. Đó từng đoàn một đi. Nào trắng nào Hưng. Ở khoảng độ 10 mét hay là 11, 12 mét sao đấy. chín mét rưỡi trừ đi 4 mét còn 5 mét trừ đi 4 mét mặt đường lề đường á. Ôi dồi. Đâu bây giờ về lại cầm dây nào. Hưng cầm cái đầu dây này đi qua kia để cho ông cầm ở trên kia. Một vốn phan sẽ lại là ông gặp thì chứ có. Thiểm. Cột ở đây đâu. Lui sang bên này thôi. Đi ngay thẳng cái chỗ cây này thôi. Ừ, thẳng chỗ cây này sang bên kia. Thế là phải lùi sang bên ao bên kia nữa. Đấy. Có băng bên kia không? Bên này hẹp hơn rồi. Hẹp hơn à? Tắt cái máy cho. Tắt cái máy cho. Thế thì làm từ đây ra kia thôi. Làm 5 mét. 5. Kéo ra đây nào. Giờ phải định vị để lấy bởi vì là làm 5 mét. 5 mét thì bây giờ mình lấy 8 mét đi nhá kia. Dạ có pin đi, pin dầu thang của từ chỗ này. Đâu? Quay lại nút thắt đâu rồi? Trăm. Trăm. Kéo đi. Dạ cháy vô nó bậu. Hạ xuống. Người ta lấy thì đi. Giờ chỉ lấy... cái này vừa nãy là 9 mét dưới nhỉ? 9 mét dưới. Thế bây giờ đo lấy 8 mét đi xem nào đến đâu. Đâu, lấy vào đây. Ơ! Nó ăn đuống đến 5-6 lệ. Nào thế này. Nào. Đâu? À đây. Ờ. Đây, từ đây đến kia. Được không ông? Cho đến kia à? Cho làm đến kia à? Còn cho làm thế nào đó? Vẫn phải... Đấy, bây giờ cắm cọc đi. Dạ. Ôi dồi ôi, bẩn hết quần rồi, chết rồi. Đấy. Từ chỗ này. Là cũng xin báo cáo với lại các cô... Đặc biệt là cô Quỳnh, là cái chỗ này thì cũng được cụ ngoại và ông ngoại cho cháu ở chỗ này. Đấy, cho cháu Hưng là làm ở chỗ này. Đấy, thì với cái sàn là cũng hơi cao đấy các bác ạ. Cái sàn là hơi cao. Đấy, sàn là 3 mét rưỡi cơ. Có thể là nếu mà mình hạ thấp hơn nữa cũng được. Thì hiện tại là cứ tính là sàn 3 mét rưỡi. Đấy, sẽ, nếu mà làm sẽ cũng sẽ làm 6 cái cột. Là đổ lên như nhà dế. Và ở đây được cái là địa thế nó bằng hơn. Ở dưới này nó bằng hơn, mình đỡ phải cuốc. Đấy là sẽ cũng sẽ phải làm 6 cái cột thì mới ở được. 6 cái cột ngang cũng làm nhà ngang theo đường. Chiều dài là 8 mét và chiều dọc là 5 mét. Thế nó sẽ vào rơi vào tầm 40 mét vuông. Nếu kinh phí không đủ thì có thể sẽ thu hẹp lại tầm khoảng 30 đến 35 mét vuông.
Đấy. Thì nếu mà được quý cô chú nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cho cháu Hưng thì là đỡ phải mua đất rồi. Đấy. Về tối nay thì cũng ông cụ ngoại và ông ngoại của cháu Hưng sẽ phải lại tiếp tục hỏi đàm phán với lại cậu của Hưng để cho nó chuẩn chỉnh rồi thì mới tiến hành làm được. Nếu mà không các cậu mà không cho đấy thì cũng không thể nào mà làm được ở đây. Nặng tay nữa rất là khó. Có cho Hưng ở đây không? Có. Ừ. Nhưng mà cho là cho Hưng nhá, lần sau là không được đòi nhá. Vâng. Ừ. Nha ông nhá, nếu mà ông cụ ngoại với lại ông ngoại mà cho bé thì sẽ các cô các bác sẽ giúp bé xây nhà về cho bé ở về lâu về dài. Là về tránh trường hợp tránh là sau này là sợ là các cháu lớn lên lại đòi lại cháu Hưng thì không được. Là phải nếu mà được đấy thì ông phải nói chuyện với lại cháu nội của mình ấy, cháu cậu của Hưng ấy. Nói để cho thông qua để cho các cháu biết thì các cháu đồng ý cho làm thì mình mới tiến hành để làm. Nhá ông nhá. Nếu mà đồng ý rồi thì cũng phải ông phải làm di chúc ấy để cho cháu là tặng đất cho cháu ngoại. Đấy. Ông phải làm như thế là có nghĩa là bây giờ ông và ông ngoại của cháu là cho mảnh đất cháu Hưng thì ông phải làm một cái giấy tờ là sẽ chia một mẩu đất này, một mảnh đất này để cho cháu Hưng ở. Đấy, ông phải làm như thế. Còn sau để cho Hưng có thể là giữ cái mảnh đất, cái giấy tờ đấy về sau này nếu mà biết đâu được mấy nữa các cháu của mình, cháu chắt của mình đấy lớn lên thì lại tranh Hưng thì lại không được nhá ông nhá. Có. Đấy, ông phải làm rõ cái vấn đề đấy cho cháu thì cháu mới dám xin để xây nhà cho cháu. Có. Nhá ông nhá. Mà nếu mà ông không làm được cái đấy thì cháu cũng không dám xây đâu. Nếu mà xây lên thì mấy đứa lại các cháu như cậu của cháu Hưng này với lại mợ cháu Hưng này lại đòi lại thì lại rất là khó. Lại các mạnh thường quân bỏ số tiền cho mình, các mạnh thường quân lại không vui, đúng không? Có. Đấy nên là ông phải cố gắng hộ cháu cái vấn đề đấy trước thì cháu mới tiếp tục lại đứng ra để kêu gọi để giúp cho cháu Hưng có nhà ở ở đây, thứ nhất là gần ở đây đi học dễ dàng thuận tiện nha ông ngoại nhá. Giờ ông cũng già rồi thì 70 tuổi rồi thì cũng giúp được cháu út bao nhiêu rồi thì nhờ các chắt cháu bác, chắt, các, thôi. Chắt thôi chắt rồi thì coi như là không giúp được chắt rồi thì nhờ các ông các bà các giúp đỡ các chú giúp đỡ cháu Hưng được ăn uống được nhà ở, xin cảm ơn ạ. Vâng, các bác ạ cũng rất là vui là được ông cụ ngoại và ông ngoại hỗ trợ là cái phần đất như này thì cũng rất là vui rồi, đỡ phải mất cái khoản tiền mà mua đất rồi các bác ạ. Đấy thì cũng hy vọng là các bác sẽ cùng chung tay đồng hành cùng để giúp cháu Hưng để có một cái nhà ở gần gần ở đây. Lấy từ cái cột mốc này đi này ông này. Đấy, lấy từ cột mốc này đi ra kia. 8 mét. Riêng làm cái sàn này cũng rơi vào tầm khoảng 50 đến 60 triệu các bác ạ. Đây là cái thùng quà, cái túi quà của bà Loan ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh gửi cho cháu Hưng. Chắc là trong này là quần áo các bác ạ. Quần áo. Thì hôm nay thì cũng đến đây là cũng không đi đến thì chia để trao cho hai ông cháu. Thì cũng đường rất là trơn, không lên nổi nên là gọi hai ông cháu xuống đây. Thì sẽ thay mặt bà Loan
xin trao cái túi quà này để cho cháu Hưng và ông ngoại. Ở bên trong không biết có cái gì mở xem nào. Tay. Cảm ơn các cô, các bác mà. Đâu? Xin mà. À, bên trong này đều là quần áo thôi. Đấy. Quần áo cho cháu Hưng và ông ngoại của Hưng. Đấy. Đều là nhưng quần áo. Cháu xin mà. Cảm ơn đấy, mà. Quần áo dép thôi. Các cô, các bác cũng biết là ông ngoại của cháu Hưng thì cũng điếc, nặng tai nên là không thể nói chuyện tâm sự với các cô các bác được, thì mong là các cô các bác thông cảm cho hai ông cháu. Thì cháu đang xin thay mặt hai ông cháu xin gửi lời cảm ơn đến bà Loan rất là nhiều, cũng đã gửi quần áo cho hai ông cháu. Cháu đang xin chúc bà có nhiều sức khỏe. Hưng cảm ơn nhá, bỏ tay ra. Loan cảm ơn bà Loan. Gửi quần áo cho hai ông cháu. Cháu xin cảm ơn ạ. Được rồi, đây là tự mang về nhá. Vì là mưa quá xe không lên được nên là tự hai ông cháu tự mang về nhá. Rồi. Đi bộ nó khó. Cảm ơn đi. Thiệt cảm ơn các ông các bà đi lấy quần áo về cho con cháu mà xin cảm ơn. Rồi.